Câu lạc bộ thơ ca Nam Định tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết hoạt động năm 2023 và ra mắt tuyển tập thơ ca 1. Sau gần một năm hoạt động, đến nay câu lạc bộ này đã trở thành ngôi nhà thân thương của những người con thành Nam, xa quê đam mê văn chương và âm nhạc. Năm qua, câu lạc bộ thơ ca Nam Định đã tổ chức thành công nhiều chương trình sinh hoạt định kỳ, giới thiệu được nhiều tác phẩm mới và ghi nhận nhiều hiến kế giúp câu lạc bộ ngày một phát triển sâu rộng. Thơ ca Nam Định đã làm được nhiều việc. Cái việc quan trọng nhất là tiếp tục phát triển, mời gọi nhiều bà con đồng hương quê ở Nam Định tham gia vào câu lạc bộ. Ban đầu chỉ tính là chỉ thành lập câu lạc bộ thơ, nhưng sau đó nhiều anh em ca sĩ, nhạc sĩ tham gia và chúng tôi đổi lại chính thức là câu lạc bộ thơ ca Nam Định. Dịp này, câu lạc bộ thơ ca Nam Định đã chính thức ra mắt tuyển tập thơ ca 1, gồm gần 100 bài thơ của 16 tác giả. Chúng ta đã họp mặt về đây rồi, tôi rất là vui mừng và tất cả mọi người rất là phấn khởi đón mừng các nhà thơ, nhà văn đến đây để chúc mừng ra mắt tập thơ đầu tay của nhiều tác giả của các nghệ sĩ. Mỗi bài thơ trong tuyển tập đầu tiên này viết theo chiều cảm xúc riêng nhưng có điểm chung nổi bật là đều thể hiện tình yêu, nỗi nhớ quê hương da diết của những người con sinh sống, học tập và làm việc xa quê.